Bồ Tát hành thân bát nhã ba la mật đa đời chiêu kiến ngũ uẩn giai không độ nhưng thiê phổ anh xa lời từ sanh bấn gì không không bấn gì sanh sanh tấn thì không không tấn thì sanh thọ tương hành thân diệt phùng như thị xa lời tử thì chữ pháp không ai tướng bất sanh bằng diệt bấn có bấn tình bấn tăng bấn giảm thì có không trung vô sanh vô thọ tương hành thân vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý vô sanh thân hương vị xung pháp vô nhãn giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng này chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng di vô sở đăng vô bồ đề tăng đoái bán nhã ba la mật đa vô tâm vô quay ngài vô quay ngài vô bồ hư cũng môn viễn ly điên đau mong thương cơ khanh niên bằng tam thế chư phật y bán nhã ba la mật đa cố đắc na nậu đa la tam miêu tam bồ đề cố trì bằng nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đăng đăng chú năng trừ những thế khổ chân thiệt bấm ngư cô thuyên ban nhã ba la mận đa chú tức thuyết chú biết yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế Bồ đề tăng bà vạn sanh quy định chân ngôn nam mô A Di Đà bà nhà đa tha nhà đa nhà đa điện nhà tha A Di Đà đô ba tề A Di Đà đa tăng đam ba tề A Di Đà đa tề ca lang đế A Di Đà đa tề ca lang đa già di ni già già na di đa ca lệ ta bà nam mô A Di Đà bà nhà đa tha già đa già đa điện già tha A Di Đà đô ba tề A Di Đà đa tất đam ba tề A Di Đà đa tề ca lang đế Ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô A Di Đà bà ya đa ca ya đa ya đa điện ya tha di đi đô bà tề A Di Đà đa tấn đam bà tề A Di Đà đa tề ca lang đế A Di Đà đa tề ca lang đa ya di đi ya ya na chi đa ca lệ Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tô quang minh tự trang nghiêm mấy năm tu di uyển chuyên bình hào bốn biển lớn trong ngần mắt biên trong hào quang hoa vô số phần vô số Bồ Tát hiện ở trong sen vàng lên giải thoát quy mạng lễ A Di Đà Phật ơi phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối xin đứng từ bi tìm độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô thường xuyên đảnh lễ
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nghiêm độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liên hoa quang hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ trong viên thành toàn giác. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển sao đường khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe danh hiệu bản nguyện công đức Phật
từ bi, xóm thương chẳng bỏ, phóng quang nhiễm thọ đệ tử chúng con. Chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh, nguyện Phật thiện cho con được thấy lại thấy tướng màu quang âm thế chi các chúng Bồ Tát. Và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm về đẹp quang minh, xin đều thấy rõ con nguyện lắm chúng không chướng ngại. A Di Đà đến rước từ xa, quang âm cam lộ rưới nơi đầu, thế chi kim đài trao đỡ gót trong một sát na lìa ngũ trường. Khoảng tay co dội đến liên trì, khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sau lòng sáng tỏ, nghe xong liền khổ vô sanh nhân. Không trời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh, hay lấy trần ông vang vô lượng quang phân sáng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phố nguyện tội chướng tấn tiêu trừ. Thế thế thượng anh Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cứu phẩm liên hòa vi phù màu, hóa khai kim phân ngộ vô sanh, bằng tôi Bồ Tát vi mạng lớn. Nguyện gì thờ công đức phố cầm nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng A Minh. Phục nguyện thương chúng Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thế Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu tình và vô tình. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chân tích quang lâm phong ngọc hào quang gia hộ. Đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân không tận bình tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật Phật và thanh chúng, tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Tích Quang Lâm Phong Ngọc Hào Quang Gia Hồ Đề Tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm tường an lạc. Tăng bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa kiệt khánh hà bảo bình an thu tống tam tài đồng minh bạch phước một hậu đất Di Đà Thọ Ký. Đệ tử chúng con nguyện đứng Phật A Di Đà Thùy Từ Phong Ngọc Hào Quang Tiến Dẫn Chương Linh Vong Linh Cửu Huyền Thân Tổ Tập Nhị Loại Cô Hồn Ngã Quỷ Hà Sa. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị nam nữ thương vong lại đạo Phật Tiền Văn Kinh Thinh Pháp Tốc Xả Mê Đồ Siêu Sanh Tình A Đồ. Phổ nguyện âm siêu dường thới phạm giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật A Đạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.